trong video này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về tượng gỗ Gia Cát Lượng. Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng chơi tượng gỗ Khổng Minh như thế nào? Tại sao nhiều ông chủ doanh nghiệp, giám đốc, lãnh đạo cơ quan nhà nước lại thường hay chơi tượng gỗ Khổng Minh? Sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về Khổng Minh Gia Cát Lượng là ai. Ông là người có thật sống tại thời Hán. Các cứ liệu lịch sử ghi lại rằng ông sinh năm 181 và mất năm 234, hưởng dương 53 tuổi. Khổng Minh là nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người duy nhất trong thời Tam Quốc được thờ trong miếu đế vương. Khổng Minh tên thật là Gia Cát Lượng, nhiều tài liệu dịch là Chư Cát Lượng. Ông sinh ra tại đất Dương Đô, nay thuộc Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Gia Cát Lượng từ Khổng Minh có công lớn trong việc phò tá Lưu Bị lập nên nhà nước phong kiến thuộc Hán, góp phần tạo nên thế chân vạc trong suốt thời kỳ Tam Quốc. Ngày nay người ta nhắc đến Khổng Minh Gia Cát Lượng như là một nhà quân sự, nhà phát minh, nhà ngoại giao và nhà chính trị lỗi lạc hàng đầu. Không dĩ nhiên mà nhiều người coi Khổng Minh và ảnh hưởng của ông có ý nghĩa về phong thủy chân trạch, đề cao sự học, phó tá cho sự minh mẫn, quyết đoán, đạt đến bến bờ của thành công. Ý nghĩa tên Khổng Minh. Khổng Minh tên tự của Gia Cát Lượng, Khổng Minh có ý nghĩa là sự thông thái tuyệt vời. Điều này thể hiện chí khí và nhân cách con người Gia Cát Lượng. Tương truyền khi ở ẩn tại Long Trung, Gia Cát Lượng vẫn tự ví mình là Ngọa Long, con rồng nằm chờ thời. So sánh với tướng Quản Trọng, Nhạc Nghị là những nhà quân sự ngoại giao tư tưởng hàng đầu. Tài tiên tri của Gia Cát Lượng. Khổng Minh Gia Cát Lượng coi là tài tiên tri. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng ông dự đoán chính xác rằng đến ngày 20 tháng 11 âm lịch thì trời sẽ nổi giông gió đông để Chu Du dùng hỏa công đánh quân Tào Tháo. Khổng Minh cũng dự đoán được rằng tướng Thục là Ngụy Diên sẽ làm phản sau khi ông mất. Nhờ đó mới lập kế để diệt Ngụy Diên. Các sách ngoại truyện cũng nói nhiều đến khả năng tiên tri của ngài Gia Cát Khổng Minh. Cuốn Gia Cát Lượng giả sử có nói đến việc sau khi Tư Mã Viên thống nhất được thiên hạ, để trừ khử mọi mầm mống, Tư Mã Viên cho đòi một viên tướng vốn là dòng dõi của họ Gia Cát lên điện. Vị tiểu tướng này đưa cho Tư Mã Viên một mảnh giấy được Gia Cát Lượng để lại. Trong mảnh giấy ghi bệ hạ xin lùi 3 bước. Tư Mã Viên bèn làm theo và lùi lại đúng 3 bước. Khi vừa dừng lại thì chiếc xà nhà không hiểu vì sao rơi vào ngai vua. Tư Mã Viên bàng hoàng xem lại tờ giấy ghi, còn thấy có chữ viết thêm: ta vừa cứu bệ hạ, làm ơn đừng giết hại con cháu ta. Vì vậy chúng ta có thể thấy sự thông minh, tài giỏi, uyên bác của Gia Cát Lượng có thể đoán trước được những việc xảy ra trong tương lai. Nhắc đến Gia Cát Lượng, người ta thường nói đến câu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Đó chính là sự thông minh uyên bác của Gia Cát Lượng tự Khổng Minh. Tượng gỗ Gia Cát Lượng Khổng Minh dùng để phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phong thủy, cầu danh vọng, học hành thi cử của người dân. Đôi khi người ta chơi tượng gỗ Khổng Minh với ý nghĩa như là linh thần bảo vệ, bình an cho gia trạch, chống tà ma ngoại đạo xâm phạm. Về các mẫu tượng Gia Cát Khổng Minh được sử dụng nhiều nhất, đó là tượng Gia Cát Khổng Minh uyên bác. Mẫu này được tặng nhằm tôn vinh sự học giỏi, tôn vinh tài năng uyên bác của Ngọa Long tiên sinh. Mẫu số chung của loại tượng này là hình ảnh Khổng Minh đứng trên bục tay phe phẩy quạt long, mắt nhìn xa xăm, trong lòng sao động dụng mưu kế. Mẫu tượng này dùng để tôn vinh nhân cách con người của ông. Người ta cũng thường trưng bày tượng gỗ Khổng Minh kiểu này tại bàn trà, kệ tivi, phòng đọc sách, phòng làm việc để đề cao sự học hành, làm linh thần phò tá cho sự nghiệp công danh.
Về mẫu tượng gỗ Khổng Minh Nguyên Bác là mẫu tượng phổ biến bậc nhất trong hệ thống các tượng gỗ Gia Cát Lượng Khổng Minh, được khắc họa hình ảnh Gia Cát Lượng Khổng Minh với ánh mắt nhìn xa xăm, một tay chắp sau lưng bắt quyết. Tượng này có ý nghĩa hàng đầu cho việc phò tá phù trợ cho gia chủ được thành công trong sự nghiệp và công danh. Mẫu tượng gỗ Gia Cát Lượng có ở trên video có kích thước là cao 82, rộng 29 và sâu 20, và giá của mẫu tượng gỗ này là 7 triệu đồng. Khi quý vị mua mẫu tượng gỗ này sẽ được bao cước vận chuyển và kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Và mẫu này được chế tác trên chất liệu gỗ Ngọc Am, một chất liệu gỗ dầu có mùi hương thơm rất tốt cho sức khỏe. Và sau một thời gian sử dụng sẽ lên một lớp tuyết, sẽ làm cho tượng gỗ rất là đẹp và độc đáo. Một video ngắn chúng ta vừa đi tìm hiểu về hình ảnh Gia Cát Lượng và cùng tìm hiểu về ý nghĩa của tượng gỗ Gia Cát Lượng. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.